sông Hà, bên mái trường dòng tin hát niềm vui, thương cha mẹ yêu thầy cô kính mến, quyết chăm hồng để mai tiến xa. Chúng em là trường trung học cơ sở trung học phổ thông Hồng Hà thành lập đã được 17 năm. Từ một trường ban đầu chỉ có 200 học sinh, đến nay đã có 2.000 học sinh. Liên tiếp trong những năm vừa qua, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Hồng Hà là một trong những ngôi trường nổi bật nhất của khối ngoài công lập, có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 100%. Chất lượng giáo dục của trường không ngừng được tăng lên. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2012-2013 vừa qua, trường trung học cơ sở trung học phổ thông Hồng Hà là một trong 25 trường trong tổng số 170 trường trung học phổ thông trong thành phố có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%. Nhiều năm qua đó, cái chủ trương xã hội hóa giáo dục của cả nước cũng như là Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hết sức là mạnh mẽ. Đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh thì cái hệ thống giáo dục ngoài công lập ngày càng phát triển. Thì Hồng Hà là một trong những cái trường phổ thông lớn của thành phố. Về chất lượng giáo dục đó, thì trong nhiều năm trường trung học phổ thông Hà đó là một trong những cái trường mạnh của thành phố. Chẳng hạn như là về tốt nghiệp đó, thì nhiều năm liền thì trường Hồng Hà là một trong những trường mà đỗ cái tốt nghiệp 100%, và nhiều học sinh đó là đỗ vào các trường cao đẳng đại học. Chất lượng giáo dục của trường Hồng Hà nói chung là rất tốt. Bên cạnh đó thì một cái điều hết sức cũng đáng tuyên dương đó là trường ngoài cái việc dạy tốt đó, thì trường hết sức là quan tâm đến cái giáo dục đạo đức, lý tưởng cho học sinh, giáo dục cái kỹ năng sống cho các em. Đây là một cái môi trường mà giáo dục hết sức là toàn diện. Ở trường Hồng Hà đó, tôi nghĩ là đạt được những thành tích to lớn như thế thì cũng nhờ cái cô hiệu trưởng là cô Hà Thị Kim Sa đó, là một trong những cái nhà giáo mà lâu năm có kinh nghiệm và đã đầu tư vào cái trường này. Tôi thì làm chủ tịch cái quỹ học bổng vừa A Dính, nhưng mà trường Hồng Hà lại là một trong những cái trường đã có cái sự phối hợp với quỹ chúng tôi rất là tốt, cho nên tôi cũng có hiểu về cái hoạt động của trường. Có thể nói rằng trường Hồng Hà đó là một cái trường rất là đông học sinh. Nếu mà tính ra đó là cũng khoảng 2.000 học sinh với 350 giáo viên. Đó là một cái trường có quy mô tương đối cũng là lớn đó, với điều khiển của một hiệu trưởng còn rất trẻ, trẻ, nữ, trẻ mà cũng rất là đẹp. Có thể nói vậy, ai đến đây chắc cũng thể là xem hiệu trưởng như là một cái bông hoa rất là đẹp. Nhưng mà không phải là người đẹp về hình thức mà còn đẹp cả tâm hồn nữa. Bởi vì đối với quỹ học bổng gửi dính của chúng tôi đấy, thì trường đã có cái hưởng ứng cái việc mà giúp cho các em đã nuôi dạy 10 em, mà đặc biệt là 10 em này là ở cái tuyến đảo đó, cái tuyến đảo của tổ quốc mình, trong đó có 4 em là ở đảo Trường Sa. Và có thể nói sự quan tâm của trường là rất là chăm chút với các em, hỗ trợ chăm lo và quan tâm đặc biệt, bởi vì các em ở ngoài đảo cho nên điều kiện học tập cũng rất là thiếu thốn. Nhưng mà các giáo viên ở đây đó cũng biết được cái điều kiện khó khăn của các em trước đó, cho nên khi vô đây để theo kịp với bè bạn trong này đó thì các thầy cô cũng ra sức dạy, khi kèm cặp giúp đỡ để các em có thể theo kịp các bạn ở trong này. Cho nên là trong thời gian ngắn thì các em đã bắt kịp với lại cái chương trình dạy của trường ở cái thành phố lớn, và đồng thời đó là các em cũng rèn luyện tu dưỡng này kia khác, cho nên là được nhà trường đánh giá cao và chúng tôi cũng rất mừng. Và ngược lại thì tôi cũng đánh giá nhà trường rất cao, bởi vì cái tấm lòng, cái tâm của những người thầy đối với lại các con trẻ mà nó ở xa xôi, nó khó khăn như vậy. Mà trong đó thì phải nói vai trò của người hiệu trưởng đó là cô Sa, nó rất là quan tâm đặc biệt, say mê và luôn luôn là quan tâm đối với các cháu. Cho nên tôi cho rằng đối với trường Hồng Hà thì là một cái trường mà dạy chất lượng nghiêm túc, nhưng mà đồng thời đó là cũng không ngừng giáo dục và các cháu phong trào nuôi heo đất để ủng hộ cho chương trình học sinh Trường Sa thân yêu, nhằm giáo dục không phải là kỹ năng sống mà là giáo dục để các cháu có một cái tình yêu thật sự, lòng nhân ái giữa con người với con người. Thành ra tôi cho rằng cái vai trò của trường nói chung, đặc biệt là vai trò điều hành của một cái người hiệu trưởng là một cái cô phụ nữ còn trẻ còn đẹp, nhưng mà cái tâm cũng rất là trong sáng, và rất là có thể nói rằng tôi cũng rất là cảm kích trước cái chuyện đó.
Vậy mà hỏi rằng mối quan hệ giữa quỹ học bổng và trường thì mối quan hệ kháng khích lắm. Ngoài cái chuyện là nuôi các con của chúng tôi ở vùng sâu vùng xa đưa về thì luôn luôn hưởng ứng với những cái phong trào, ví dụ như phong trào nuôi heo đất vì học sinh Trường Sa thân yêu cũng là cái phong trào do quỹ học bổng Phường Ái Dính phát động, thì trường cũng tích cực hưởng ứng cũng như là những cái trường khác để mà nhằm giáo dục học sinh. Thì tôi cho rằng cái đó nó có hai việc. Việc thứ nhất là các cháu tiết kiệm là thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, nhưng cái thứ hai là tiết kiệm để nuôi heo đất và ủng hộ cho các em Trường Sa thân yêu là một cái sự chia sẻ về tình người đối với các em ở đảo. Vậy mà tôi rất là cảm kích, cho nên là chúng tôi đánh giá cao trường và cũng đồng thời là ghi nhận cái sự nỗ lực rất là to lớn của một cái người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà có đẹp về hình thức, đẹp về cả cái tâm hồn trong sáng của mình với cái tình yêu con trẻ. Đây là một trong những cái trường hết sức là tiêu biểu, là cái ngọn cờ của giáo dục ngoài công lập thành phố. Thì cái vai trò của cái nhà đầu tư cũng như là cô là trực tiếp là hiệu trưởng nữa, thì cô là một cái nhà giáo hết sức là tiêu biểu, đi đầu trong cái chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước chúng ta trong nhiều năm vừa qua. Đây là một nhà giáo hết sức là gương mẫu và có tâm huyết lắm. Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hồng Hà cũng là một trong những ngôi trường có số lượng học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố ngày càng đông. Số học sinh khá và giỏi năm sau cao hơn năm trước. Tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao đẳng hàng năm luôn ở mức cao. Trường có 3 cơ sở. Cơ sở chính tại số 170 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp và 2 cơ sở nằm tại đường Trương Quốc Dương, phường 10, quận Phú Nhuận đang theo học từ lớp 6 đến lớp 12. Cơ sở vật chất được đầu tư rộng rãi, khang trang và hiện đại, đảm bảo tốt nhất cho nhu cầu dạy và học của thầy và trò. Ngoài ra, cả 3 cơ sở của trường đều nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, đảm bảo việc đi lại học tập các em học sinh các quận trong thành phố và các tỉnh lân cận một cách thuận lợi và dễ dàng. Trong suốt những năm qua, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Hồng Hà được phụ huynh tín nhiệm bởi môi trường học tập thân thiện và an toàn. Tất cả nội quy của trường đã được các học sinh nghiêm túc chấp hành và trở thành nếp sống sinh hoạt thường nhật của các em. Nhà trường luôn chủ động kết hợp nhịp nhàng với gia đình trong việc nắm bắt tâm lý cũng như tìm hiểu cá tính của từng em học sinh để có phương pháp giáo dục và đào tạo phù hợp nhất. Quan tâm hàng đầu của nhà trường là giáo dục và đào tạo ra các thế hệ học sinh là con ngoan trò giỏi, có ý thức sống tốt, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tôi từng có 2 cháu học ở đây. Cháu lớn thì ngôi trường này và đã thi năm đầu tiên là đậu 2 trường đại học luôn. Tôi thấy ở đây thì là các thầy cô giáo không những là dạy kiến thức cho các cháu mà còn quan tâm cái đời sống tình cảm rất là nhiều. Đặc biệt là cô hiệu trưởng. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh của tôi nên lúc đó tôi bị tai nạn, cho nên là cô cũng xếp cái hoàn cảnh và miễn học phí cho cháu. Tôi tên là Thùy Trinh, con học lớp 10A3, con đến từ Đồng Tháp. Thời gian đầu sống ở nội trú con cảm thấy là bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian sống ở nội trú con được quen nhiều bạn bè hơn, thân thiết với con. Thầy cô giúp đỡ con, làm cho con cảm thấy quen với môi trường và Hồng Hà như là một ngôi nhà thứ hai của con. Con tên là Hoàng Ngọc Thắng, học sinh lớp 7A1, quê ở Hải Phòng. Con vào trường Hòa đã được 2 năm, tuy sống xa nhà nhưng con rất vui vì thầy cô đã lo cho miếng ăn, miếng ngủ. Đặc biệt ở đây cơm rất ngon như ở nhà mẹ nấu. Đại diện cho tất cả các phụ huynh học sinh đang học tại trường Phổ thông Trung học Hồng Hà, tôi chân thành kính chúc ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô, các quý vị đang công tác ở trường Hồng Hà sức khỏe, công tác tốt, thành đạt hạnh phúc. Ngoài kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm để xếp lớp, hàng tuần nhà trường còn tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ để có phương pháp giáo dục phù hợp với trình độ các em học sinh. Ngay từ đầu cấp học, tùy theo năng khiếu và học lực của từng em học sinh mà nhà trường sẽ chủ động định hướng cho các em chọn ngành nghề mà các em yêu thích và vào đại học bằng con đường ngắn nhất. Đối với môn học Anh văn, các em được giao tiếp với giáo viên nước ngoài để rèn luyện kỹ năng nghe nói, giúp các em tự tin khi hòa nhập vào môi trường quốc tế. Hi, my name is Dan. I'm from Canada, and I've been teaching at Hong Ha for 2 years now. I have a great time teaching these fun students, and I think they have a good time too. Do you guys have a good time here? Yeah! And repeat after me. I'm Your hands down.
Here is my smoke, and here is my smoke. When I get it, I'll see you know. As you can see, they seem to like it. It's a very fun school, and I do enjoy working here. It's a great atmosphere, it's fun, exciting, and everybody learns. And it really shows because the teachers here are committed to teaching the best that they can. I invite you to come down and check it out. Thank you so much. Bye-bye. Nhà trường chấp cánh giấc mơ đại học cho học trò bằng những buổi hướng nghiệp thiết thực do giảng viên các trường đại học hướng dẫn để các em chọn đúng ngành nghề mà các em yêu thích và vào đại học bằng con đường ngắn nhất. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các buổi hội thảo tư vấn các hình thức du học vào các trường cao đẳng đại học nước ngoài như Úc, Canada, Singapore. Trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Hồng Hà là một trong những trường dẫn đầu về chất lượng giảng dạy lẫn cơ sở vật chất. Trường được trang bị đầy đủ đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện, phòng máy tính, video máy chiếu, v.v. phục vụ tốt cho việc dạy và học theo phương pháp mới, hiện đại, góp phần phát huy tối đa khả năng chủ động, tích cực, sáng tạo của các em học sinh. Khu vực nội trú của trường được thầy cô quản lý chặt chẽ và khoa học, quan tâm đến các em từng bữa ăn đến giấc ngủ. Trường có bếp ăn công nghiệp, đảm bảo cho giá trị dinh dưỡng cân đối trong các bữa ăn và mọi yêu cầu về an toàn thực phẩm. Bếp ăn nhà trường được đích thân thạc sĩ Hà Thị Kim Sa, hiệu trưởng nhà trường, theo dõi và kiểm tra rất nghiêm ngặt. Để phục vụ cho các hoạt động văn thể mỹ cũng như nhu cầu giải trí lành mạnh sau những giờ học căng thẳng, nhà trường đã đầu tư xây dựng sân bóng đá, bóng rổ và đặc biệt là hồ bơi rộng 300m2 cùng với các phòng tập dụng cụ thể thao. Ngoài phương pháp sư phạm tốt, trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý học sinh hiện đại, thì một yếu tố khác cực kỳ quan trọng được nhà trường xem như yếu tố then chốt quyết định cho mọi sự thành công hay thất bại trong công tác quản lý và giáo dục là yếu tố con người. Chính vì quan niệm như vậy nên tập thể sư phạm và những người làm công tác quản nhiệm trường Hồng Hà ngoài kiến thức chuyên môn giỏi còn phải là những người có kỹ năng sống tốt, có một tâm hồn trong sáng, một nhân cách cao đẹp. Giáo dục học sinh không chỉ bằng những trang giáo án khô khan mà hiệu quả nhất chính là bằng nhân cách bản thân. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, nhà trường còn quan tâm đến chuyện trồng người thông qua việc giáo dục học sinh phải biết sống nhân ái bằng nhiều việc làm thiết thực có ích cho cộng đồng. Với tiêu chí giáo dục con người phải bắt đầu từ giáo dục nhân cách, trường Trung học cơ sở Trung học Phổ thông Hồng Hà không chỉ là địa chỉ trang bị cho các em học sinh về năng lực trí tuệ, về phẩm chất đạo đức mà còn rất quan tâm đến kỹ năng sống của các em như các hoạt động thăm và tặng quà cho các em ở bệnh viện ung bướu, chương trình giao lưu và tặng quà cho các em khuyết tật ở trung tâm trẻ khuyết tật, chương trình nuôi heo đất ủng hộ Trường Sa và nhiều chương trình xã hội ý nghĩa khác. Lấy mục tiêu giáo dục ra những con người vừa có nhân cách và trí tuệ là kim chỉ nam hoạt động của nhà trường. Song song giờ học chính khóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa, sinh hoạt ngoài trời, tham quan du lịch, tham gia các chuyến từ thiện, công tác xã hội nhằm giúp các em biết quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh và mở mang thêm kiến thức, rèn kỹ năng sống tự lập. Những buổi cắm trại chơi trò chơi, đốt lửa trại, đầm ấm tình nghĩa thầy trò, những kỷ niệm đó sẽ khắc sâu trong lòng mỗi em, làm hành trang trong suốt cuộc đời đi học. Từ những chuyến đi tình nghĩa ấy, những suy nghĩ nhận thức của nhiều lớp học sinh đã có sự chuyển biến. Cảm nhận của các em học sinh về sự chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh là các em còn được hạnh phúc, còn được sống bên cạnh cha mẹ, được no ấm và đi học, còn được thân thể nguyên vẹn để biết quý trọng cuộc sống của mình. Nhà trường cũng ủng hộ quỹ học bổng Vừa Ai Dính 10 suất học bổng, nhận đào tạo 10 học sinh từ lớp 6, lớp 7. Trong đó có 5 em người dân tộc thiểu số và 5 em sinh sống tại đảo Trường Sa. Các em được nuôi ăn ở và học tập trong trường cho đến khi hoàn thành lớp 12. Với phương châm hoạt động của trường, tất cả vì học sinh thân yêu, trường Hồng Hà có được như ngày hôm nay, thay mặt toàn thể nhân viên và giáo viên trường Hồng Hà, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các lãnh đạo cấp trên đã có những chỉ đạo khoa học và sát sao đến với thầy giáo dục nói chung và trường Hồng Hà nói riêng. Bên cạnh đó, chúng tôi được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương rất nhiệt tình và trên hết là những cái siết chặt tay của quý bậc phụ huynh học sinh đã giáo cùng chúng tôi giáo dục con em chúng ta
trở thành những người công dân có đức, có tài, năng động, sáng tạo, hội nhập, có kỹ năng sống tốt và hội nhập quốc tế trong giai đoạn chúng ta đang công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Xây nước nhà.